Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, với thời đại ngày nay khi mà cái phần đô thị hóa ngày càng được tăng cao, chính vì thế mà xuất hiện rất là nhiều những cái ngôi nhà lô phố này với những cái thiết kế vô cùng và độc lạ. Ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ gửi đến với quý vị một cái mẫu công trình như vậy để chúng tôi thiết kế cho gia đình của nhà chú Cường có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một mẫu công trình mà nằm ngay phía bên trong nội thành Hà Nội nha quý vị. Nên là về cái phần diện tích ấy, thì nó cũng sẽ có được một cái nhược điểm, đó chính là nó sẽ rất là nhỏ. Vậy thì các kiến trúc sư của chúng tôi đã thiết kế như thế nào để có một cái công trình mà đẹp này và vẫn đảm bảo được công năng? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Và trước khi mà đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home, và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế, cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải này, tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162, 164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở của Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi đang tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng vào châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tới xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho công cuộc làm nhà sắp tới.
Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và đây quý vị có thể thấy ạ, chúng tôi có đăng tải này cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 096445888 hoặc 092409999 hay 08281333333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà chú Cương ngày hôm nay. Đây là một mẫu công trình nhà hiện đại với lại 2 tầng 1 tum. Đây là nhà lô phố cho quý vị. Thì cái nhìn đầu tiên ấy, quý vị có thể thấy được rằng là toàn bộ hệ thống cổng và tường bao này được thiết kế đồng nhất với ngôi nhà chính phía bên trong, từ những cái màu sắc hay là vật liệu ấy, vô cùng đẹp đúng không? Và đồng nhất. Còn nhìn về cái phần ảnh 3D này, ta có thể thấy rõ nét nhất này. Và công trình của chúng ta ấy, với thiết kế 2 tầng và 1 tum thì ở ngay cái phía ngoài đã nổi bật lên là một cái cầu thang sắt rồi để kết nối và liên thông từ khu vực tầng 1 lên tầng 2. Đây là một cái lối tiếp cận thứ hai nhé. Và cái lối tiếp cận này thì nó cũng tạo thêm một cái điểm nhấn uốn lượn vậy cho ngôi nhà của chúng ta đấy, so với lại cái ngôi nhà mang đậm cái mặt bằng bê tông cốt thép. Và công trình này thì vẫn sẽ được thiết kế với hệ bậc tam cấp đi lên, bao gồm 3 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và sau này thì cái phần đường ở phía ngoài nó có tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và cái phong cách hiện đại là một cái phong cách mà được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Đặc biệt là trong những cái căn nhà lô phố như thế này thì phong cách hiện đại là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý. Không có quá nhiều chi tiết rườm rà hay đắp vẽ tất cả những họa tiết phào chiều hoa văn giống như phong cách cổ điển hay tân cổ điển, mà đơn giản chỉ là những cái phần mảng tường này để được sơn, những mảng tường được ốp gạch, rồi là những cái phần nó hình khối của nó rất là vuông vức. Và ở ngay phía cái phần tường phía bên này thì chúng tôi sẽ ốp hoàn toàn bằng cái chất liệu đó chính là gạch nha quý vị. Rồi là bên trên này, những loại vật liệu được kết hợp với nhau nó cũng vô cùng hiện đại, từ cái hệ thống lan can kính giúp tận dụng được tối đa này, mở rộng không gian này. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ không bị che chắn bởi tầm nhìn. Cái thứ hai đó chính là phần sử dụng những cái phần gỗ nhựa để ốp bên dưới cái phần mái như thế này. Đấy. Từ tầng tum này, tầng 2 này, cho tầng 1 này thì nó sẽ góp phần là tạo cho ngôi nhà của chúng ta có thêm một điểm nhấn về nét đẹp truyền thống. Nhưng bên cạnh đó thì khi chúng ta sử dụng gỗ nhựa ấy, thì đây là một cái loại gỗ mà nó vô cùng bền bỉ, thì chúng ta đặt và sử dụng ở khu vực ngoài trời, đây là một cái điều rất là hợp lý. Đây là một cái góc nhìn khác này. Khi mà nhìn vào căn nhà của chúng ta, chủ đạo toàn là những bê tông cốt thép thôi. Thì ở ngay phía bên này chúng ta sẽ có một cái khu vực để ô tô. Đấy, nhìn cái phần ở đầu ô tô này. Còn toàn bộ này, khu vực hệ thống từ cửa chính này rồi đến cửa phụ, cửa sổ, tất cả trong căn nhà này đều được sử dụng bằng chất liệu là cửa khung nhôm và kính cường lực. Nói về cửa khung nhôm và kính cường lực thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố. Đầu tiên thì đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất là nhiều những chất liệu và độ dài khác nhau, ví dụ như nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là cái phần phụ kiện là hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy vào từng tầm tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những loại vật liệu khác nhau, từ bình dân cho tới cao cấp để đảm bảo được kết cấu cho phần cửa. Và ở ngay dưới mỗi hệ thống mái của chúng ta cũng như là trên tất cả các diện tường đấy, thì sẽ có thêm những hệ thống đèn downlight cũng như đèn dọi để chiếu sáng cho ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh. Góc nhìn bên nào cũng vô cùng đẹp nhé. Đây là một căn nhà lô phố nhưng nó lại thể hiện được cái phong cách rất là khỏe khoắn. Còn đây là góc nhìn từ phía bên trên nhìn xuống, thì quý vị có thể thấy được rằng là cái ưu điểm của hệ mái bằng ấy là chúng ta có thể tận dụng được cái phần nóc trên phần mái bằng thành một cái không gian để vui chơi sinh hoạt. Như ở phía bên trên thì chúng ta sẽ có này một cái nơi để tách nước thái dương năng này. Từ đây nhá, cái phần nóc ở trên khu vực ở tầng 2 đấy thì sẽ là một cái ban công, một khoảng sân vô cùng lớn
Và khi ở trên này thì chúng tôi có thiết kế thêm cho chủ là một cái hệ thống tiểu cảnh nho nhỏ nữa, để chúng ta có thể là ngồi đây này, thưởng trà này và ngắm trọn vẹn tầm view phía xung quanh của ngôi nhà, rất là hợp lý. Và thấy là phần ban công nào cũng rất là rộng nha quý vị. Cái hệ mái bằng thì là một trong những cái hệ mái mà được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn. Và đặc biệt cái hệ thống mái bằng này so với hệ thống mái Nhật và mái Thái ấy, thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Chúng ta vừa tiết kiệm được cái giá thành này, nó không quá đắt đỏ này. Cái thứ hai tiết kiệm được cái thời gian nữa. Mái bằng mà nó chỉ là phần mặt bằng bê tông cốt thép thôi, nên là cái thời gian đổ nó rất là nhanh. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ không phải mất quá nhiều diện tích. Ở đây là ví dụ như là hệ thống mái Nhật và mái Thái chẳng hạn, thì chúng ta còn phải có thêm cái không gian để cái độ đua của mái thì nó mới đẹp, đúng không ạ? Còn riêng căn nhà này của chúng ta này, thì phần mảnh đất lô phố như này để một cái hệ thống mái bằng rất là phù hợp rồi, không cần phải độ đua của mái nha. Đây là phía mặt sau của công trình. Chúng tôi luôn luôn thiết kế cho gia chủ làm sao mà để thuận tiện với khuôn đất nhất, đặc biệt là những ngôi nhà mà trong nội thành của thành phố lớn. Đây là phối cảnh của ngôi nhà lúc về đêm, quý vị có thấy rất là rõ nét này. Đấy, từ những trên tất cả diện tường hệ cột này, thấy được rằng là những hiệu ứng ánh sáng ấy làm căn nhà vô cùng nổi bật. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá với phần bóc mái, hay còn gọi là phần mặt bằng bóc tách mái của công trình nha quý vị. Và công trình của chúng ta sẽ được thiết kế như sau. Ở ngay vị trí phía dưới tầng 1 ạ, từ cái không gian sảnh bước vào này, thì ta sẽ có một cái khu vực này, một cái hệ thống lam. Cái vách lam này nó sẽ góp phần tách biệt giữa khu vực sảnh đệm phía ngoài và không gian cầu thang phía bên trong. Đặc biệt nhá, là trong tất cả các thiết kế ấy, chúng tôi luôn luôn này là ưu tiên thiết kế làm sao để phù hợp phong thủy. Vậy là khi mà để một cái vách lam ở đây là một cái việc làm rất là cần thiết rồi. Trong thiết kế thì chúng tôi luôn luôn nói với quý vị rằng là cái cầu thang ấy không bao giờ được đặt theo hướng ra phía ngoài cửa chính. Chính vì vậy khi mà trong với những ngôi nhà mà có diện tích nhỏ hẹp, cầu thang bắt buộc phải hướng ra ngoài phía cửa. Vì vậy thì chúng ta cần phải có những cái phần để có thể che chắn được, như ở đây một cái vách lam này. Để đây rất là hữu dụng cho quý vị, đảm bảo về mặt phong thủy cho gia chủ. Ngay ở không gian bên này thì sẽ là một cái khu vực phòng bếp và phòng ăn kết hợp với nhau. Một bộ bàn ăn này dành cho khoảng tầm 4 người, đủ một gia đình sinh hoạt rồi. Hệ thống tủ bếp thiết kế theo hình chữ L. Còn bên này sẽ là khu vực phòng để tiếp khách nha. Dưới tầng 1 thì cũng có thêm một khu vực nhà vệ sinh chung để cho cả tầng. Còn đây là cầu thang này, rất là đẹp đúng không ạ? Còn phía bên ngoài này thì sẽ là một không gian để ô tô rồi. Còn đây tiếp theo là phòng tầng 2. Lên trên tầng 2 của chúng ta này thì ta sẽ có hai lối tiếp cận nha. Một là cầu thang sắt ở phía ngoài này, hai là cầu thang bộ ở phía bên trong này. Đó, thì trên tầng 2 này thì sẽ chủ yếu là không gian nghỉ ngơi của cả gia đình, bằng cách là thiết kế này hai hệ thống phòng ngủ. Đấy, phòng ngủ này là phòng ngủ rất là lớn nha. Phòng ngủ này nhỏ hơn. Tất cả các phòng ngủ thì đều được thiết kế đầy đủ hệ thống giường ngủ này, tủ quần áo, tắp đầu giường, bật trang điểm. Đấy, rồi là dưới phòng ngủ của chúng ta sẽ lắp chất liệu sàn gỗ để đảm bảo cho không gian thêm ấm cúng hơn. Và phía cuối thì sẽ là một khu vực ở cái nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2, cũng thiết kế đồng trục đồng nhất với cái nhà vệ sinh dưới tầng 1 nhá. Vô cùng đẹp mắt đúng không ạ? Còn đây là khu vực bên trên tầng 3, tầng tum đấy ạ. Tầng tum của chúng ta thì cũng có thiết kế thêm một cái hệ thống phòng ngủ nữa này. Đấy, còn phía cuối thì vẫn là một khu vực nhà vệ sinh chung. Còn từ đây bước ra ngoài thì một cái khoảng sân thượng phía trước vô cùng lớn ạ. Bên này có bố trí một khu vực tiểu cảnh này, rất là đẹp. Còn đây thì chính là cái ảnh mà hôm chúng tôi về trực tiếp công trình của gia chủ để làm cái bộ hồ sơ thiết kế cho gia đình. Công trình của chúng ta là vị trí này nhá. Đây thì sẽ là cái vị trí để xây dựng công trình này. Quý vị nhìn thấy không ạ? Đấy, rất là rõ nét nha. Thì công trình của chúng ta này, cái phần này phía trước sẽ để là một cái khoảng sân. Thì khi mà nhìn vào cái bức ảnh này thì có thể thấy rất là rõ nét đúng không ạ? Đây, cầu thang ngoài trời nằm vị trí này này. Bếp này, đấy, tầng 2 khu vực này sẽ là ban công này. Rồi là phòng khách này, đấy, cầu thang này, phòng ngủ này, nhà vệ sinh. Thiết kế đúng theo khuôn viên khuôn đất của chúng ta luôn. Còn đây là các kiến trúc sư của chúng tôi này đã vẽ lên để cho khách hàng có thể là hình dung được trên toàn bộ cái thửa đất này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khám phá chi tiết về bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Công trình này thì với chủ đầu tư là chú Trần Cường, địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Đây chính là phần mục lục bản về kiến trúc, bao gồm 47 mục tất cả, có mặt bằng này, mặt đứng, mặt cắt này, chi tiết bồn hoa, vệ sinh, cửa đi, cửa sổ, vách kính, vân vân.
Đây sẽ mặt bằng tổng thể của công trình. Đây thì sẽ là cái phần mặt bằng bát trạch phong thủy cho gia chủ. Gia chủ của chúng ta sinh năm 1961, các hướng tốt thì sẽ là hướng Nam, sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Bắc, thiên y, thiên thời che chở. Hướng Đông Nam, phúc đức, mọi sự ổn định. Và hướng Đông, phục vị, được sự giúp đỡ. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hướng nhà, hướng bếp của chúng ta thì sẽ đều quay về hướng Đông Nam nhé. Hướng vô cùng tốt ạ. Đây chính là cái phần mặt bằng nội thất của công trình, hay em còn gọi là mặt bằng công năng đấy ạ. Vừa nãy thì tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ cái phần công năng thông qua phần bóc mái rồi. Thì ở cái phần này tôi sẽ chỉ nói sơ sơ qua cho quý vị thôi nha. Ta sẽ có này, cái chiều ngang mặt trước ở đây ấy, thì sẽ là 5,3m này. Còn cái khu vực chiều sâu thì sẽ là 17,3m. 17,3m này. Như vậy thì chúng ta sẽ trừ đi nhá hai cái phần góc này, chỉ tính cái phần tường bao ở phía bên trong thôi, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 71m2 nha. 71m2 mà chúng ta sẽ nhân với lại này 2 tầng và 1 tum thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 200m2 tổng diện tích cả căn nhà nha quý vị. Ở dưới không gian tầng 1 của chúng ta này thì sẽ có đây một khu vực là xe để xe đấy, để giặt, để rửa này. Đấy, cầu thang ở phía ngoài, một phòng bếp, một phòng khách này, kết hợp phòng ăn này, cùng với lại phòng cái khu vực cầu thang ở đây nữa. Phía cuối sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Bước lên trên tầng 2 chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, 1 ban công phía ngoài. Và trên khu vực tầng tum thì sẽ có 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 sân chơi. Còn đây thì sẽ cái phần mặt đứng của công trình này. Nhìn phần mặt đứng ta thấy được rằng là tổng chiều cao thì tính từ cốt sân này lên khu vực đỉnh mái thì sẽ là 10,1m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc tam cấp đi lên là 450mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,4m, chiều cao thông thủy tầng 2 là 3,1m và chiều cao tầng tum thì sẽ là 3m. Còn đây thì chính là cái phần mặt cắt của công trình, cho chúng ta thấy được toàn bộ cái không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua này, bao gồm là chiều cao của hệ thống cửa chính này, cửa phụ này, cửa sổ này, rồi độ dài của tường dâm san, khu vực nào có phải hạ cốt này, khu vực nào có phải nâng cốt này, rồi là khu vực nào có phải đổ bê tông để có một cái công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Đây là các chi tiết khác nhau, như chi tiết cam cấp này, mái che này, nhà vệ sinh này. Có thể thấy là trong bộ sơ thiết kế của móc của chúng tôi đụng vào đâu cũng có chi tiết, đụng vào đâu cũng có bóc tách nhá, để quý vị có thể thuận tiện trong cái quá trình xây dựng. Cầu thang này, toàn bộ hệ thống cửa của chúng ta đều sử dụng một chất liệu, đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Còn đây sẽ là cái mặt bằng lát sàn, cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà này, và khu vực nào cần phải sử dụng những loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Về phần hồ sơ kết cấu của công trình sử dụng là móng băng bê tông cốt thép. Phần thân thì chính là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối dựa trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp cùng với đỡ tường ngăn. Và trong bản hồ sơ kết cấu này thể hiện rất là rõ nét từ những chi tiết cốt thép này, chỉ dẫn chung nối cốt thép cho dầm sàn này, rồi mặt bằng móng, định vị cổ cột, mặt bằng răng chân tường, đấy, mặt cắt qua cột này, chi tiết cổ cột, rồi bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình này, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém với chủ đầu tư. Về phần điện nước của chúng ta thì sẽ cũng có thiết kế rất là đầy đủ. Điện nước thì nó cũng sẽ quyết định yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình có thuận tiện hay không. Trong phần này của chúng tôi thì có mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera chống sét tiếp địa, rồi sơ đồ nguyên lý cấp điện cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể thấy được rằng là bản hồ sơ điện nước này, đây là một trong những phần rất là quan trọng, không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Và cuối cùng thì sẽ là cái bản dự toán cho toàn bộ công trình. Ở trong phần dự toán này thì hiện rất là đầy đủ này, từ những chi tiết sắt thép sử dụng loại gì này, gạch đá này, xi măng này, bê tông sử dụng loại gì này. Tất cả thì đều có rất là công khai và minh bạch ở đây, từ đơn vị, khối lượng, đơn giá thành tiền, để quý vị có thể nắm được toàn bộ cái kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại và giá các hạng mục để tránh phát sinh chi phí. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà chú Cường có địa chỉ tại Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là một mẫu công trình nhà lô phố thiết kế theo phong cách hiện đại được rất nhiều người yêu thích. Và nếu như mà quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, có thể gọi ngay từ các số hotline của Mắc Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.